Đây là ngày 30 tháng 9, cửa hàng Ba Trang lên một clip giới thiệu cho mọi người một lô cắt cỏ. Lô này gồm 14 cây. Em sẽ quay qua chi tiết cái lô này cho mọi người. Có Mitsubishi, Honda, Matsuyama, Echo Kyujit, Makita Zobin. Đây cũng là Echo Kyujit và hai cây Single Bell. Số điện thoại cửa hàng bên em là 0976123320. Em xin phép giới thiệu chi tiết cái lô máy cắt cỏ này cho các bác luôn. Thì hai con máy đầu tiên là hai con Single Bell các bác nhé. Thì cái dòng này thì bên em cũng về rất là nhiều, mà em cũng khá thường xuyên lên những clip. Hai con này công suất của nó là 24cc nòng 33 ly cho mọi người. Bác nào mà nhà có túi tiền eo hẹp này, đấy, gia đình muốn mua cái máy cắt cỏ để phát quanh nhà hay cắt gốc dương gốc dạ, hay để cắt cỏ cho cá cho bò hay là làm loanh quanh, thì các bác có thể lựa chọn hai con này. Giá của nó chỉ là 1 triệu bao ship cho mọi người. Công suất nó nòng đến tận 33 ly các bác nhé, 33 ly luôn cho mọi người. Công suất của nó là đi 24cc. Đây, cái thông số của nó cũng ghi ở đây các bác ạ, 23,9cc các bác nhé, hai con. Đấy, hai con Single Bell. Giá của nó chỉ là 1 triệu bao ship đủ đồ cho mọi người nhé. Giá rất là đẹp luôn. Đấy, các bác nào dùng gia đình, đấy, hay là mình không có đủ tiền mua một cái máy đắt tiền, các bác có thể lựa chọn hai con này về xài gia đình rất là ok luôn, rất tiết kiệm xăng. Cái trọng lượng máy nó rơi tầm 3,6 3,7 các bác, 3,6 3,7. Hai con này em đã lên chế 260 cho các bác nhé, rất dễ thay thế, rất dễ kiếm ở ngoài thị trường hiện nay. Cái chế 260 này rất dễ kiếm ngoài thị trường hiện nay nhá. Đấy, hỏng chế không lo, không mua đâu cũng có luôn. Hai con này giá 1 triệu bao ship đủ đồ nhá, hai con Single Bell. Đây, máy rất là ngon luôn, rất là rẻ. Ok, đến con số E3 ngày hôm nay, con hai con Bell E1, E2, E3 ngày hôm nay là một con Echo. Con này máy rất là đẹp luôn. Con này là Echo, mã của nó là AT221. Con này là 22cc nòng 32 ly. Con này máy mới 90% các bác nhá, máy rất là mới luôn các bác, rất đẹp. Da vỏ nó rất là sáng nhá, rất là trắng, nó một màu trắng sữa các bác nhá. Cái đầu nó là đầu đỏ. Đấy, các bác có thể nhìn thấy máy này, hình thức máy em sẽ quay chi tiết cho các bác. Con này là công suất nó liền đi 22cc nòng 32 ly các bác nhá. Cái bình xăng rất là sáng nha các bác nhá. Đây, cái dây giật của nó. Đấy, giật rất là cứng hơi. Máy rất đẹp luôn các bác. Đây là cái phần cần zin của nó các bác, đầu bò zin nhá. Thì con này giá của nó là đi đây, giá của nó là đi 1 triệu 3 bao ship thôi, chỉ 1 triệu 3 bao ship nhá. Chạy chế ngang ăn màu rồ nhá. Rất tiết kiệm nhiên liệu luôn. Đấy, bình xăng còn trắng bốc luôn này, các bác có thể nhìn thấy này. Đấy, bác nào mà mua con này về phát thì ok luôn. Giá rất đẹp, 1 triệu 3 bao ship con E3. Rồi đến con E4 ngày hôm nay. Một con Echo SRM230. Là một cái dòng Echo hệ các bác nhé, chạy cực ngon luôn. Cực ngon luôn, Echo 230. Đấy, bác nào mà dòng này chạy rất ngon nhá, Echo 23, 26 chạy cực ngon nhá. Đây, cần zin. Nó còn nguyên cái lớp đạn nó này. Đây, Kyujit các bác nhá, Kyujit. Con này thì nó có trợ lực các bác nhá, có trợ lực. Con này 23cc cũng nòng 32 ly. Đây, cái núm bơm xăng lớn luôn các bác ạ. Đây, 23cc nòng 32 ly. Con này chạy cực ngon luôn, bao ngon cho các bác luôn này. Có trợ lực nhá, giật rất là nhẹ nhàng. Đấy, ai mà lớn tuổi rồi thì chọn con này, muốn một cái máy rẻ, khỏe, bền mà giật lại nhẹ nhàng, nhẹ đổ. Trọng lượng máy con này nó chỉ rơi vào tầm 3,7 kg thôi các bác, 3,7 kg nha các bác, chưa xăng nhớt, 3,7 kg chưa có xăng, chưa có dao. Đấy, nó rơi tầm 3,7 kg. Máy chạy cực ngon luôn. Con E4 giá này giá 1,4 triệu bao ship cho mọi người luôn, 1,4 triệu bao ship. Echo, Echo hệ nha các bác nhá. Dòng này dòng hệ. Echo 2326. Các bác đấy, Echo nào có chữ 2326 chạy cực ngon luôn. Rồi, đến con E5 ngày hôm nay, một con Zobin. Mã của nó là NB
R260H. Thì con này nó 26cc nòng 34 ly. Đây, bình xăng nó rất là sáng các bác nhá. Con này máy rất là đẹp, 26cc nòng 34 ly. Thì cái thương hiệu Robin, các bác nào mà nghe qua những cái dòng máy Nhật Bản như máy bơm nước này, hay động cơ bơm nước này, đấy, máy cắt cỏ, rất là nổi tiếng luôn. Đây, bồ rất là sáng nha các bác nhá. Con này 26cc nòng 34 ly, các bác có thể quật cước nhá. Đấy, chế Unmoro, chế 260 Unmoro nhá. Đó, chế ca ngang. Rồi ok. Con này trọng lượng máy nó rất là nhẹ, nó rơi tầm 3,8 kg. Nó là 26cc dòng 34 ly, chạy cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, bao bền cho các bác luôn. Bao tiết kiệm nhiên liệu, các bác nào dùng qua Robin rồi thì biết. Đó. Đây, đây là bộ cần nó đây, còn rất là đẹp luôn. Đó. Con này giá của nó là đi 1,7 triệu bao ship nhá. Các bác có thể vác con này lên trên đồi nhá. Phát đồi quế, đồi mỡ này. Ok luôn. Một keo. Rồi đến con E6, một con Makita. Con này thì nó mới trên 90% các bác nhá. Máy quá đẹp luôn. Máy quá đẹp luôn con Makita này. Con này 26cc nòng 34 ly. Thì cái thương hiệu Makita là một thương hiệu rất là nổi tiếng. Máy nó chạy rất là ngon luôn. Đấy, một thương hiệu rất nổi tiếng của những cái dòng máy cầm tay của Nhật Bản nhá. Nó chạy chế Unmoro 260 đây, các bác có thể nhìn thấy này. Đây, đấy, camera hơi mờ. Đấy, không lấy nét được. Đây. Đó, các bác có nhìn thấy không? Unmoro 260 nha các bác nhá. Một cái thương hiệu chế nhất thế giới hiện nay rồi, chế những cái máy hãng thì bắt buộc phải chạy chế Unmoro hết. Đấy. Chạy cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Đây, cần của nó đây, CD của cần luôn đấy. CD máy và cần nó sẽ trùng nhau nhá. 019834 mem 264. Đây cần zin, đầu bò zin. Con này Makita đời rất là cao. MM264. Máy rất đẹp, các bác có thể nhìn thấy này. Máy cực đẹp luôn. Bồ còn rất là sáng, các bác nhìn thấy nhá. Bình xăng rất là sáng này. Con này 26cc nòng 34 ly, có thể quật cước nhá. E6 giá của nó là 1,8 triệu bao ship đủ đồ. Rồi con E9 ngày hôm nay. E9, E10, EV1 là ba con Echo, Shinewa. Hai con Shinewa, một cái Kyujit. Nói chung là nó cùng của nhà máy Japapico thôi các bác ạ. Đây, Japapico nha các bác nhá, Made in Japan. Đó. SRE 2006 nha con này. Ba con này 26cc nòng 34 ly. Thì em sẽ giới thiệu luôn ba con này, nó cùng công suất và cùng một hãng nhá, cùng một đời luôn các bác ạ. Thì khác nhau cái màu sắc thôi. Thì tất cả đều có tay cao bóp zin nguyên bản nhá. Nó chạy chế gang ngang luôn cho các bác nhá. Chạy chế gang ngang đây, các bác có thể thấy này. Cái chế này chạy rất tiết kiệm nhiên liệu và cực kỳ dễ dàng thay thế các bác nhá. Ba em này chạy cực kỳ ngon luôn. Echo đời mới luôn. Echo 260 đời mới luôn. Đây. Cần zin, chắn cỏ zin nha các bác nhá. Máy rất đẹp luôn. Máy rất đẹp luôn ạ. Máy rất đẹp luôn. Đây, em sẽ quay phía mặt trước cho các bác. Thì con E9 giá của nó là 2 triệu. Một con bác nào thích cái màu cam, nhìn rất là thể thao luôn. Máy rất đẹp luôn các bác ạ. Bình xăng trắng bốc luôn này. Máy cực đẹp luôn nhá. Cực đẹp luôn, để chơi đời mới. Cái dòng này nó có một cái lớp đệm ở dưới bình xăng. Các bác không bao giờ sợ nó bị thủng bình xăng nhá. Nó đỡ rất là kín luôn. Chạy chế 260 luôn. Đó, chế ga ngang. Rất tiết kiệm nhiên liệu luôn. Đây con này còn nguyên tem của bên Nhật về nhá. Em chưa có bóc ra nhá. Đây em xịt rửa đi, nó sẽ bay đi nhá. Máy rất đẹp luôn bà con. Đây là con E9 này. E9 này. E10. E11. Giá của nó là đều là 2 triệu bao ship đủ đồ cho mọi người. E9, E10, E11 giá 2 triệu bao ship đủ đồ luôn cho mọi người nhá. Rồi đến con E12. Con Mazuyama. Là một thương hiệu Mazuyama. Thương hiệu quá nổi tiếng rồi. Con này chạy cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu luôn. Đấy. Bác nào thích những dòng máy mà tiết kiệm nhiên liệu này, hay là những cái dòng máy mà nhỏ nhẹ, đây thích hợp cho phụ nữ dùng nhá, hơn. Những cái dòng máy Mazuyama thích hợp cho phụ nữ dùng. Con này 26cc nòng 34 ly, các bác có thể quật cước nhá.
Cả ba lê trôi còn cực khỏe luôn. Đây, đến con Mazuyama là một con E12. Con này 26cc nòng 34 ly. Mazuyama em cũng lên rất là nhiều rồi. Một cái thương hiệu máy rất là nổi tiếng luôn. Nông ngư cơ, máy bơm nước này, máy cưa xăng này, máy cắt cỏ này. Đấy. Con này nó có một cái ga bóp nha các bác nhá. Ga bóp là zin nguyên bản nhá. Ba con Echo này cũng có ga bóp zin nguyên bản cho các bác này. Đấy. Con này cũng có ga bóp zin nguyên bản rất là tiện. Ga bóp rất là dùng rất là ngon luôn. Thì con này là 26cc nòng 34 ly, nhưng con này lớp vỏ nó đã bạc đi rồi các bác ạ. Đấy, nó đã bị bay mất cái lớp vỏ màu bạc đi, nên là em sẽ bán cái con này giá nó sẽ mềm hơn. Con này nó chạy chế ga ngang 260 AMR nhá. Mặc dù lớp vỏ bạc nhưng mà máy thì bao zin bao ngon cho các bác, bao nguyên bản luôn cho các bác luôn. Đây. Con này là E12 giá 1.800.000 bao ship luôn. Đây, cần zin, đầu bò chống cuốn cỏ luôn mọi người nhá. Đấy. Bác nào thích ngon bổ rẻ thì dùng con này có tay ga bóp này. Giá của nó là 1.800.000 bao ship cho mọi người luôn. Rồi đến con E13 ngày hôm nay. Một con Mitsubishi TB 27. Con này 27cc nòng 34 ly. Con này đời rất là cao các bác nhá. Nó chạy chế Unbro 2 kim chỉnh nhá các bác. Unbro 2 kim chỉnh luôn. Nó rất là, đây là kim chỉnh tốc độ cao các bác nhá. Nó rất là dễ trong công mình dùng, mình chỉnh trọt các kiểu rất là dễ nhá. Đấy, lốc máy này các bác có thể nhìn thấy này, made in Japan này các bác nhá. Máy rất là đẹp, con này thì mới 90% luôn cho các bác luôn. Bao mới. Đây tay cầm của nó, đây tay cầm zin. Còn rất là đẹp luôn. Đấy. Trời khá tối nên là em quay nó không được nét lắm. Các bác cố gắng theo dõi video hộ em nhá. Bác nào thích một cái thương hiệu máy mà bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu và ngon. Đấy. Thì các bác chọn con này, Mitsubishi. Một thương hiệu máy lớn nhất Nhật Bản, máy cắt cỏ đỉnh nhất Nhật Bản hiện nay luôn. Dòng động cơ 2 thì. Nó sử dụng động cơ 2 thì. Con E13 giá 2.500.000 bao ship cho mọi người luôn. Con Mitsubishi TB27. Mitsubishi TB27. Đó. Đó. Máy rất là đẹp luôn các bác em. Đây, các bác có thể nhìn thấy lớp sơn nó này. Chưa bong trong tí nào những con ốc của nó này. Đó. Rất là đẹp luôn. Chưa bong sơn luôn. Cần zin ạ, V27B. Đầu bò zin, chắn cỏ zin nha các bác nhá. Đó. 2.500.000 bao ship đủ đồ lưỡi, đồ vặn dây đeo, chắn cỏ, quật cước cho mọi người luôn. Dòng này quật cước thì bao ngon luôn rồi. Bình xăng nó rất là sáng luôn, các bác nhìn thấy này, bô cực kỳ sáng luôn này. Dùng rất là ít luôn. Rồi, con E13 giá của nó là 2.500.000 bao ship. Đến con cuối cùng ngày hôm nay là một con Honda GX25. Đấy, con này thì nó gọi đỉnh cao rồi. Em lên rất nhiều Honda những clip gần đây. Đây. Series máy 1518043. Con này máy cực đẹp luôn. Máy rất mới luôn, các bác có thể nhìn thấy giản áo của nó này. Giản áo nó rất là đẹp luôn, các bác nhìn thấy này, đó. Cái phần tum nó này. Đấy, rất là sáng nhá. Bình xăng nó sáng bốc luôn. Con này là 26cc nòng 35 ly luôn. Honda GX25 động cơ 4 thì. Các bác nào mà thích động cơ 4 thì không phải pha xăng pha nhớt thì các bác lựa chọn con này nhá. Đấy, mình mua về mình xăng riêng nhớt riêng, không phải pha chế cái gì cả, thì rất là ngon luôn. Chạy cực kỳ mát máy này. Động cơ 4 thì chạy rất là mát máy, rất tiết kiệm nhiên liệu và cực kỳ bền bỉ nhé các bác nhá. Quật cước thoải mái luôn. Đây, cái đế của nó đây, nó cũng in chữ Honda ở đây cho các bác nhá. Đấy, nó in một cái thương hiệu máy lớn nên là nó sẽ rất là chăm chút đến cái ngoại hình. Đây, phần cần nó đây. UMK425 cần còn rất là đẹp nhá. Đây, cần zin của nó rất là đẹp luôn ạ. Đầu bò zin các bác nhá. Máy rất là đẹp luôn. Thì cái động cơ 4 thì này, đây là cái buồng nhớt của nó này. Mình mỗi lần mình đổ mình chỉ châm 100ml nhớt vào đây các bác nhá. Đây buồng xăng của nó. Đây máy còn rất là đẹp, trong máy các bác nhìn thấy lốc máy rất là đẹp nhá. Rất là đẹp luôn. Con này mới trên 90% cho mọi người luôn. Máy quá đẹp luôn ạ. Giật rất là nhẹ. Nhà nào mà có phụ nữ này, hay là người già, hay là các bác nào mà không thích xăng
Pha nhớt thì các bác dùng những cái dòng này rất là tiện lợi, chạy cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu luôn. Nó có một cái tay ga bóp zin nguyên bản của nó các bác nhá. Đây, rất là tiện lợi luôn, rất là ngon. Rồi, con cuối cùng ngày hôm nay con E14, giá của nó là 2,7 triệu, bao ship đủ đồ cho mọi người luôn. 2,7 triệu cho một con máy Honda ấy. Rất là ngon. Rồi, em xin phép tạm dừng tại video tại đây. Bác nào mua hàng liên hệ số điện thoại 0976 123320, em tư vấn thêm sản phẩm. Cảm ơn mọi người theo dõi video. Chào tất cả mọi người.